Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Năm mới đến thì rõ ràng ai cũng mong muốn làm được điều gì đó mới mẻ, và Phê Game chúng mình cũng không phải ngoại lệ. Bắt đầu từ tháng 2 này, chúng ta sẽ cùng có thêm một chuyên mục mang tên Tháng này chơi gì. Sẽ là video tổng hợp cho các bạn những tựa game mới sẽ xuất hiện trong tháng. Đồng thời, với xu thế muốn xem game như hiện nay thì rõ ràng ta cũng sẽ có thể cập nhật được tháng này nên xem các streamer chơi gì. Ok, game on! Tháng 2 đã tới, và bất chấp việc lùi lịch phát hành của rất nhiều tựa game lớn gần đây, ta vẫn được thấy nhiều trò chơi khác được ra mắt trong tháng này. Đặc biệt, tháng 2 có khá nhiều những phiên bản trò chơi được làm lại hoặc phát hành trên nền tảng mới. Từ phiên bản Champion mới của Street Fighter V cho đến gói kỷ niệm 10 năm Bayonetta and Vanquish, và cả tựa game Devil May Cry 3 được đưa lên hệ máy Switch. Nhưng không chỉ có vậy, vẫn còn có những game mới sẽ lên kệ trong những ngày không xa. Đầu tiên, hãy cùng điểm qua một tựa game bắn súng góc nhìn thứ 3 với bối cảnh zombie hậu tận thế, Zombie Army 4 Dead War. Là phần hậu bản của bộ 3 game bắn súng giết zombie, Zombie Army 4 Dead War đưa người chơi đến với bối cảnh năm 1946, khi dịch bệnh sát sống đang dần lan tràn ra khắp châu Âu. Dịch bệnh đã xâm nhập vào thân xác của Hitler, đưa nhà độc tài trở về từ cõi chết và tiếp tục công cuộc xâm chiếm thế giới. Game vẫn giữ nguyên lối chơi bắn súng góc nhìn thứ 3, tuy nhiên so với các phiên bản trong cùng series thì có những thay đổi khác biệt bởi nó được xây dựng dựa trên nền tảng của Sniper Elite 4. Zombie Army 4 Dead War được ra mắt vào ngày 4 tháng 2 cho các nền tảng PC, PS4, Xbox One với giá bán là 19,99 đô. Theo đánh giá chủ quan của mình thì Zombie Army 4 Dead War không có gameplay quá mới mẻ, và nếu như để mua game này thì mình sẽ đợi vào những dịp sale chứ không quá hype ở thời điểm hiện tại. Ok, còn bây giờ ta sẽ điểm qua tựa game mới tiếp theo và nó có ngày phát hành chung với dịp lễ Valentine này, đó là Dreams, những giấc mơ. Dreams, một tựa game mới đầy tham vọng của nhà phát triển Media Molecule, mặc dù đã được chơi thử ở phiên bản Early Access từ đầu năm 2019, nhưng tháng 2 này mới chính thức đánh dấu việc phát hành chính thức trên toàn thế giới. Trò chơi này tập trung vào 3 tiêu chí chính là vui chơi, sáng tạo và chia sẻ. Vậy nên nó cho phép người chơi được tự do làm bất cứ thứ gì mình thích, tạo ra những nội dung mới. Từ việc tự làm nên một trò chơi, tạo ra cơ chế của nó, cho tới lên hình mẫu 3D, sáng tạo âm nhạc và cả nghệ thuật. Những nội dung này hoàn toàn có thể được chia sẻ hoặc sử dụng làm nguyên liệu cho những người dùng khác phát triển. Tuy hấp dẫn là vậy, nhưng Dreams lại có một giới hạn duy nhất, đó là game độc quyền cho PS4. Và chỉ những ai sở hữu cỗ máy chơi game này mới có cơ hội được trải nghiệm thế giới sáng tạo và đầy màu sắc của Dreams. Đầu tháng là game bắn súng, giữa tháng là game sáng tạo nghệ thuật, còn cuối tháng, đương nhiên là chúng ta vẫn có game mới. Một trò chơi ăn theo của bộ manga siêu hài hước nổi tiếng với anh chàng người hùng đấm phát trên luồn, One Punch Man, A Hero Nobody Knows. One Punch Man, A Hero Nobody Knows sẽ là tựa game mới cuối cùng được phát hành trong tháng 2 này. Đây là một trò chơi chiến đấu đối kháng được Spike Chunsoft phát triển và phát hành bởi Bandai Namco Entertainment cho các hệ máy PC, PS4 và Xbox One. Trò chơi có không gian 3D và bạn sẽ lựa chọn một tổ đội 3 thành viên đều là những nhân vật trong thế giới của One Punch Man. Từ anh chàng người hùng hạng C, Woman Rider với chiếc xe đạp đặc trưng, cho tới những người hùng hạng S như lão sư Bang Silver Fang, anh chàng người máy Genos, rồi cả đám người xấu quái vật như Speed Osal Sonic, Mosquito Girl, vân vân và vân vân. Và đương nhiên là cả nhân vật chính của bộ truyện, Saitama đầu hói áo choàng. Điều kỳ lạ của trò chơi là trong truyện nhân vật chính bá ra sao thì trong game anh cũng vẫn vô đối y như vậy. Bị đánh thì không mất lấy một giọt máu, còn đấm hoặc tát cái nhẹ thì cũng đủ để làm đối thủ bay cả thanh máu. Nhưng không phải vì thế mà Saitama sẽ làm mất đi tính cân bằng của game, bởi nhà phát triển đã đưa vào cơ chế Hero Arrival dành riêng cho anh ta. Đội ngũ đã phải test đi test lại và mời nhiều game thủ khác chơi thử nhằm kiểm tra sự bá đạo này, và rõ ràng rằng nó không gặp vấn đề gây mất cân bằng trong khi thi đấu. Đây hứa hẹn sẽ là một game đối kháng vô cùng thích hợp để chơi cùng bạn bè trong những buổi tụ tập vui vẻ. One Punch Man A Hero Nobody Knows sẽ được phát hành ra thị trường từ ngày 28 tháng 2 tới. Rõ ràng chỉ cần nghe đến cái tên One Punch Man là những fan hâm mộ đã biết game sẽ có phần nhí nhố rồi. Nhưng liệu rằng thêm cơ chế Hero Rival đã thực sự khiến trò chơi này trở nên công bằng hay chưa, thì ta sẽ phải đợi đến khi game ra mắt mới có thể chứng thực. Và các bạn cũng có thể để lại bình luận của mình ở phần comment bên dưới về vấn đề này nhé. Chúng ta vừa điểm qua một số game mới đáng chú ý trong tháng rồi. Còn bây giờ hãy đến với những cái tên khác cũng đáng chú ý nhưng là game cũ làm mới, hoặc là game được chuyển lên hệ máy mới. Là một phần trong bộ The Yakuza Remaster Collection, phiên bản Yakuza 5 được làm mới lại với độ phân giải và frame rate cao hơn để chuyển sang cho hệ máy PS4. Vốn là một game độc quyền cho hệ máy nhà Sony, nên nhà phát triển có vẻ cũng không cần quá vội vàng để làm mới lại nó.
Phiên bản remaster cho Nhật Bản đã được ra mắt từ ngày 20 tháng 6 năm trước, nhưng phải cho đến tận giữa tháng 2 này mới phát hành trên toàn thế giới. Như đã biết thì dòng game Yakuza đã đạt được nhiều điểm số cao tới từ các trang review, đặc biệt là Yakuza 5 có nhận được số điểm tuyệt đối 40 trên 40 của Famitsu. Vậy nên nếu bạn nào sở hữu PS4 mà còn chưa được trải nghiệm siêu phẩm này thì hãy chuẩn bị tiền trong ví dần nhé. Darksider Genesis thì không phải là một cái tên mới, thậm chí còn rất quen bởi vừa mới ra mắt vào ngày 5 tháng 2 năm 2019, nhưng chỉ dành cho hệ máy PC. Ngày 14 tháng 2 tới thì phần game mới nhất của series Darksider này cũng sẽ được đưa lên các hệ máy console đầy đủ từ PS4, Xbox One và Nintendo Switch. Đây là một tựa game top view hack and slash và có thể chơi được co-op 2 người trên cùng một máy. Tuy chưa hé lộ câu chuyện tiếp diễn sau Darksider 3, nhưng nếu bạn là một fan trung thành của series thì không nên bỏ qua tựa game hành động đã tay này. Một cái tên quá nổi tiếng và quen thuộc của thể loại hành động chặt chém Devil May Cry nay cũng sẽ đến với hệ máy Nintendo Switch khi phần 3 của dòng game được làm lại và phát hành riêng vào ngày 20 tháng 2 tới. Phiên bản Special Edition được hứa hẹn là khi đến với Switch cũng sẽ đem lại nhiều cơ chế chơi thay đổi. Sẽ không cần phải nói quá nhiều về tựa game này, bởi nếu như còn có ai chưa biết thì quả là một thiếu sót to lớn trong chính bộ sưu tập của mình. Lại tiếp tục là một huyền thoại khác có tên Mega Man. Trong tháng 2 này cũng sẽ tung ra bộ collection quy tụ nhiều phần đã từng làm mưa làm gió khắp thế giới là Mega Man Zero ZX Legacy Collection. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm 6 game Mega Man Zero 1, 2, 3, 4 và Mega Man ZX cùng Mega Man ZX Advance. Vì là bản được đẩy lên các hệ máy hiện đại nên đương nhiên bộ collection cũng phải có một vài cải tiến. Điển hình là bộ lọc đồ họa mới. Bạn vẫn có thể chơi với phong cách pixel, nhưng nếu không thích nhìn các nét răng cưa thì cũng có thể chơi ở đồ họa mịn mượt. Bộ 6 game này sẽ được ra mắt vào ngày 25 tháng 2 và bạn đã có thể pre-order với giá 550.000. Ok, chúng ta vừa điểm qua những thông tin của một số game hay bộ game sẽ ra mắt trong tháng này. Và sau đây sẽ là bảng lịch ra mắt đầy đủ của tháng 2. Hãy luôn cập nhật những thông tin về game sắp sửa ra mắt với Phê Game. Và nhớ rằng nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phê Game, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.